chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Mời các bạn cùng xem tập 7, Thử thách cuộc đời, bản quyền thuộc về đài truyền Vĩnh Long. Nhân không cho Nghĩa truy tìm mẹ ruột. Nhân sau khi có được tình cảm từ Vi, anh rất vui và muốn tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng này. Chỉ có thể bằng cách này, cuộc đời của Nhân mới bước sang một trang mới. Vừa được Vi tặng cho một chậu hoa sen, cái chậu hoa mà Vi đã được Nghĩa nhường mà còn mang tiếng sàm sỡ. Nhân quyết định tặng cho Ái Nữ Tập Đoàn một món quà thật ý nghĩa. Nếu mua quà thì không đủ lòng thành, còn nếu tự làm thì chẳng biết làm gì. Nhân chợt nhớ ra thằng Nghĩa có tay nghề thợ mộc điêu luyện, thế là Nhân nhờ Nghĩa làm giúp một tượng gỗ để lấy lòng Vi. Được anh trai nhờ, Nghĩa không kể ngày hay đêm, chăm chỉ làm cho đơn đặt hàng đặc biệt này. Với tay nghề khéo léo của mình, chẳng mấy chốc đã ra hình, ra dạng một pho tượng gỗ đẹp. Nhân về nhà thấy thằng em cặm cụi làm. Anh bảo, không cần gấp đâu, mày cứ đi nghỉ ngơi, tối rồi. Nghĩa đáp, còn sớm mà anh, em cố làm cho xong một phần rồi sẽ đi nghỉ. Bà ngoại cũng xuất hiện, bà trách Nhân có bạn gái mà không kể cho bà biết. Nghĩa thấy bà trách, anh liền cười bảo, bà mong cháu dâu lắm rồi đúng không? Bà ngoại đáp, chứ còn gì nữa, ai lấy vợ bà cũng mừng hết, tiếc là không có mẹ tụi con ở đây, nếu có con nghe chúc phúc thì vui hơn. Nghe đến đây, hai anh em Nhân, Nghĩa mặt bỗng tâm trạng. Nghĩa muốn nhờ thám tử truy tìm mẹ mình, nhưng Nhân thì lại không. Anh bảo, cứ từ từ đợi có tin vui rồi báo tìm mẹ cũng được. Bà ngoại cảm thấy mệt đi vào trong nghỉ ngơi. Lúc này Nhân mới tỏ thái độ và nói với Nghĩa, sở dĩ khi nãy tao không nói là sợ bà ngoại buồn, bà bỏ đi được thì tự tìm về được, chục năm rồi chứ ít gì, muốn về thăm nhà là đã về lâu rồi, đừng tốn công sức đi tìm chi cho mệt. Nghĩa nghe anh mình nói xong, cũng hơi buồn, nhưng anh cũng chẳng cãi Nhân câu nào. Liệu Nghĩa có lén lút đi tìm bà Nga? Nhân sau khi đem quà tặng Vi, trái tim Vi có thuộc về anh. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha.